đại diện cho hàng chục ngàn khán giả hiện nay, người ta đang rất là cần Ni với Vũ lên một cái bài viết đơn giản ở trên kênh của mình thôi nha. Nha, chỉ cần em với Vũ đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân và đính chính cho tất cả khán giả của ông Năm là chú Năm Vũ Linh đó được biết rằng là ADN có hay không. Việc bây giờ là em về được Việt Nam rồi á, là em được thoải mái rồi đúng không? Em đang được tự do rồi đúng không? Cái clip này tao nói cho mày nghe này, Húng, mày đúng là mặt thỏ mỏ dơi, tai chuột thiệt luôn á. Một ký tôm biển 650 mà em gửi tới nhà để ăn thử luôn đó, ăn thử ngon thì mới trả tiền chứ không phải là bên em bán tầm bậy tầm bạ đâu anh chị đó. Còn tôm lớn là 950 cũng gửi tới nhà cho anh chị ăn thử luôn đó. Cá cơm bơm là 390 một ký em cũng gửi tới anh chị ăn thử luôn. Nước mắm cốt đó, nước mắm cốt là 320 mà em bán trên mạng là chỉ có 250 thôi, một thùng là 6 chai 1 lít rưỡi nha anh chị nha. Cái này là nước mắm cốt nguyên chất. Dạ rồi, ok anh chị nha. 6 người rồi còn 6 nết nữa. Mày cứ muốn người ta phải công khai ADN. Tao nói mày, Nguyên Vũ đăng cái bản đó lên á, cái bài tê tết đó lên á là chi mày biết không? Mày biết chi không? Để mà cho những người yêu thương con Hồng Loan ấy biết được và yên tâm. Còn những người đã không yêu thương rồi á thì không cần phải nói. Tại vì cho dù có đăng cái gì lên, có nói cái gì đi chăng nữa thì nó cũng nói là giả thôi. Ngay cả cái giấy khai sinh đấy, nó còn nói giả mà. Đưa tới tòa án rồi mà nó còn nói giả mà. Mày hiểu không? Cho nên thật chất á, Nguyên Vũ đăng lên không phải là để cho tụi mày coi, mà để cho những người yêu thương ủng hộ Hồng Loan biết. Đó. Nhưng mà đối với tụi tao á, đối với những người mà đã yêu thương Hồng Loan rồi á, thì không cần biết đó là con nuôi hay con ruột. Mày hiểu không? Con nuôi cũng được, con ruột cũng được. Miễn sao cái vấn đề này là tranh giành tài sản. Tài sản ông Vũ Linh để lại là cho con Hồng Loan. Cái tụi kia không có quyền gì mà vô tranh giành tài sản để đuổi con Hồng Loan ra khỏi nhà hết đấy. Mày hiểu không? Bây giờ mày nè, mày về mày kêu cha mày á đi xét nghiệm ADN thử dưới mày đi. Rồi mày đưa lên trên cộng đồng cho mọi người xem thử coi. Được không? Tao yêu cầu mày á. Nha. Ô mà thôi. Mày khỏi về mày xét nghiệm ADN với cha mày đi. Thôi với con mày đi. Nha. Với con mày á. Mày đưa con mày đi xét nghiệm ADN. Coi thử con có phải con ruột của mày không. Hay đôi lúc á, sợ vợ mày á, nó đi quen thằng khác, nó quất thằng khác có bầu rồi, bắt đầu nó để ra con cái đụng á, mày tu hú á nha. Quà nuôi con tu hú á. Bây giờ làm đi. Nha. Để biết con ruột mình hay là con bà đụng đi bậy bạ. Nghe không? Đây là nói thiệt. Nha. Cái này là nói thiệt á. Chứ con... mày lấy cái quyền gì hả? Tụi bay lấy cái quyền gì mà nói là yêu cầu Nguyên Vũ hay là Hồng Ni ở Hồng Loan phải đưa lên cái bản ADN, phải chứng thực là ADN con ruột hay con nuôi. Tụi mày không có quyền. Ngay cả trong vấn đề tao nói mày nè, nếu như tòa án đưa ra tòa án xét xử trong cái vụ việc này, nếu tòa án yêu cầu thì cái bản ADN mình mới đưa ra. Còn nếu tòa án không yêu cầu thì cũng không cần đưa ra cái bản ADN này chi đâu. Mày hiểu không? Đó. Quan trọng nhất là nó có thắng kiện được hay không, nó có hưởng được đã cái tài sản của ba nó để lại hay không thôi. Cái đó là thắng nha. Còn cái chuyện mà có đưa ADN ra hay không, không cần thiết. Và chỉ trừ khi tòa án yêu cầu cái bản ADN đó để mà xét xử trong vụ án này thì người ta mới cung cấp cho tòa án thôi. Chứ còn tụi mày là cái gì mà tụi mày lấy yêu cầu Nguyên Vũ đăng lên là cho mọi người yêu thương ủng hộ Hồng Loan để biết được, yên tâm, tin tưởng. Nhưng mà tất cả những tụi tao không cần cái chuyện đó đâu. Tại vì á, tụi tao nghĩ như thế này nè, nếu là con ruột thì tốt ha. Còn nếu là con nuôi thì con Hồng Loan cần phải biết yêu thương cái người cha nuôi của mình nhiều hơn nữa. Tại vì ví dụ đi ha, nếu như Hồng Loan là con nuôi của ông Vũ Linh thì ông Vũ Linh quá tốt với con Hồng Loan rồi. Vì vậy con Hồng Loan cần phải làm như thế nào để thể hiện cái hiếu của người con đối với người cha như thế này. Tại vì ông quá tốt, nuôi nấng Hồng Loan từ nhỏ đến trưởng thành ngày hôm nay, nhà cửa tài sản cũng để lại cho Hồng Loan. Đó là một người cha nuôi mà không phải ai cũng làm được điều đó. Ông Vũ Linh, ông không để lại di chúc.
có nghĩa là ổng biết được con Hồng Loan là người thừa kế hợp pháp. Ổng biết được thừa kế hợp pháp, cho nên đó là lý do tại sao ông không làm di chúc. Mày hiểu không Huống? Mặt thỏ mỏ dơi, tai chuột. Không hiểu anh mở cái đầu cho mày hiểu nha. Bớt bô bô đi nha. Đôi lúc anh không muốn nói em ngu đâu, nhưng mà thật sự em ngu thiệt. Ngu thiệt nha, chứ không phải ngu giỡn đâu. Câu like bán hàng á, thì câu like bán hàng đi đó nha. Cũng như tao này, cũng câu like bán hàng thôi. Nhưng mà mình phải suy nghĩ cái gì cho nó đúng đắn. Mình nói chuyện phải đúng. Thật chất cái bài ở đây em không có ai có quyền mà kêu người ta phải đưa lên hết á. Mày hiểu chưa? Tóm tắt sự việc lại, không ai có quyền yêu cầu người khác phải đưa bản ADN lên.